our friends. We are from VNTV. Today we have we take a short video about the flower field. So could you please introduce a little bit about the field, or when you have it, and how you like to grow the flower for the audience? Yeah. Okay. Well, the flower fields has been here for over 60 years. And so we've had ranunculus on these hillsides for a very long time. We open on March 1st every year, and then we close on Mother's Day. So we're only open for 10 weeks, because that's as long as the flowers last. We get a lot of visitors. We can have as many as 250,000 people come and enjoy these flowers every year. There's 80 million flowers out here in the field when they're blooming. And we are also a farm. And so we're gonna cut the ranunculus and we're gonna sell the flowers. And then when we're done selling the flowers and the plants die back, we dig up the bulbs, and then we sell the bulbs as well. Okay, thank you. So another question is, how we get here? Like, can we buy tickets in person right here, or we have to buy online? Yeah, the best way is to buy the tickets online. You just go to our website and you buy the tickets online. It's that easy. Children under 3 are free, and then children until teenagers are discounted. Okay, thank you. Chúng tôi đã được ông Fred quản lý ở đây giới thiệu. Vườn hoa này đã có hơn 60 năm. Khoảng 50 hecta trồng các loại hoa. Để trồng được vườn hoa đẹp này thì những người nông dân ở đây đã phải mất từ 7 đến 8 tháng, từ lúc làm đất, gieo trồng, chăm bón cho đến lúc hoa nở. Vườn hoa sẽ mở cửa từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày Mother Day mỗi năm. Để đến được đây thì tốt nhất là quý vị nên đặt vé online. Một điều đặc biệt là các em bé dưới 3 tuổi sẽ được miễn phí. Xin giới thiệu đến quý vị, đây là mê cung tại vườn hoa Corbass. Mê cung được trồng bởi những loại cây đậu ngọt có xuất xứ từ miền Nam Italy. Đây có thể coi là một điểm dừng chân khá thú vị cho các gia đình, đặc biệt có con nhỏ. Chúng tôi đang ở vườn lan gọi là vườn nhà ươm Eki Family trồng chủ yếu là các loại hoa trạng nguyên. Tiếp theo đây chúng tôi giới thiệu đến quý vị là làm sao để mình đi được cái xe tractor. Quý vị đến cửa chỗ này, đây là bảng giá. Giá người lớn là 8 đồng và giá trẻ em từ 3 đến 10 tuổi là 4 đồng một lượt đi. TV xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.